Và cách duy nhất để mà giải quyết được cái vận hạn của bạn đó là sử dụng cái bộ thái tế cải vận của phong thủy đa nguyên. Bộ thái tế cải vận của phong thủy đa nguyên. Trong bộ thái tế cải vận năm nay thì sẽ có một cái tờ phù là phù thái tuế, là cái năm nay thì tôi đã in một cái chất liệu rất là tốt để anh chị có thể bóc để dán lên trước cửa nhà mình, là thái tuế phù 2023 niên quý mão, bí thời tướng tinh quân đáo thử linh phù trấn, là cái này để dán trước nhà đúng không ạ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng năm nay bộ thái tuế, chúng ta sẽ có một cái pháp khí hết sức đặc biệt và nó chỉ có duy nhất một mình của phong thủy đa nguyên có cái pháp khí này, đó chính là một cái linh phù văn xương. Cái này thì nó chuyên hóa giải thị phi và nó tăng cái sự nghiệp và tăng cái quan quý. Ngoài ra thì anh chị các bạn cũng nên để ở trong ví một cái kim bài thái tuế là hình của thái tế tinh quân của năm nay đúng không ạ. Trong này thì cũng được tặng thêm một cái linh phù nữa, cái linh phù tam tai được tôi thiết kế cũng như tôi trực tiếp khai quang cái linh phù khai quang này. Hôm trước chị có xem cái video tôi khai quang đấy, Vâng ạ. là có chỉ chú trên đấy là cũng đủ hết các biến chú rồi, thì cái này để vào trong ví và dùng đến cuối năm sau thì hóa đi. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái đồng tiền gọi là linh ấn, gọi là cái này cái đồng có một cái đồng tiền người ta gọi là minh chú cát tường. Cái đồng tiền này thì được thiết kế bằng 6 cái lục tự đại minh chú là Um Mani Padme Hum, và đặc biệt ở giữa nó có cái bông sen của được lấy trong cái bộ sen cung đình của Trần Triều, là bộ họa tiết của Trần Triều, cho nên ra là nó mang cái ý nghĩa về hóa sát, mang ý nghĩa về hóa giải thị phi và đặc biệt là kỵ tà rất là mạnh và đem lại cái bình an khi mà để nó trong ví. Và chúng ta sẽ sử dụng cái bộ thái tuế cải vận này vào trong cái nhà của mình và để cái trên người của mình để mà hóa giải, đặc biệt là những cái người tuổi Dậu mà nó bị phạm vào cái tuổi mà xung thái tuế vào cái năm 2023 thì chúng ta phải sử dụng nó để chúng ta hóa giải, để mà chúng ta hóa giải bớt đi cái phần thị phi này. Anh chị nào mà chưa có trong tay vé hoặc là chưa đăng ký chương trình kích tài lộc của Phong Thủy Tam Nguyên, anh chị để lại cái số điện thoại xuống phần comment phía dưới hoặc gọi điện đến số 19002292. Đội ngũ trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên đang sẵn sàng chuyển vé đến tận chuyển cái chương trình tri ân tuyệt vời này đến tận tay của anh chị và các bạn. Kể cả chúng ta mà không có học trực tiếp được, học online thì chúng ta cũng sẽ có những nội dung rất là tuyệt vời để mà chúng ta có được cái nội dung này.